cựu CEO bê bối của Coinbase không nhận tội trước tòa. Theo Reuters đưa tin, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ihan Wasi đã không nhận tội trong phiên điều trần hôm thứ Tư với cáo buộc gian lận tiết lộ thông tin mật được cho là xảy ra khi còn làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Cụ thể, Global đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cùng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, hay còn gọi là SEC, buộc tội giao dịch nội gián khi còn ở Coinbase. Anh ta đã bị bắt vào tháng 5 khi đang chạy trốn sang Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng 7. Theo đó, Wasi đã bị cáo buộc chia sẻ thông tin mật về 25 mã thông báo mà Coinbase dự định niêm yết cho anh trai là Lee Khin Wahi và bạn Samer Ramani. Hai người này sau đó được cho là đã sử dụng thông tin nội bộ đó để giao dịch trước khi thông báo xuất hiện và thu về hơn 1,1 triệu đô la lợi nhuận từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Đồng thời, SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ihan Wahi dựa trên xác định cho rằng 9 trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch là chứng khoán. Động thái này của SEC đã vấp phải nhiều tranh cãi trong cộng đồng vì nó dẫn đến nghi vấn về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản. Cảnh sát Victoria nỗ lực trấn áp tội phạm tiền điện tử. Theo một tuyên bố của Thủ tướng Victoria Úc Daniel Andrew vào ngày 2 tháng 8, các luật mới đã được đưa ra Quốc hội theo dự luật sửa đổi Luật An toàn Cộng đồng và Tội phạm Tài chính năm 2022 sẽ cho phép cảnh sát Victoria thu giữ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số từ tội phạm, cũng như bắt buộc các nền tảng tiền điện tử cung cấp thông tin về nghi phạm. Ngoài ra, luật cũng sẽ cấp cho cảnh sát quyền thu thập dữ liệu tiền điện tử khi thực hiện khám xét và làm cho quá trình thu giữ tài sản phạm tội trở nên dễ dàng hơn nhằm mục đích bồi thường cho nạn nhân. Chia sẻ về dự luật mới, Anthony Cabin, Bộ trưởng Cảnh sát Victoria, nhận định rằng mạng lưới tội phạm vẫn đang nỗ lực phát triển chiến lược của chúng. Vì vậy, phải nhanh chóng trao quyền cho cảnh sát để phản ứng với những cách thức vi phạm mới. CryptoLeaks VN luôn lắng nghe mọi ý kiến của khán giả về các nội dung mà chúng tôi đang thực hiện để cải thiện và nâng cao sản phẩm của kênh trong thời gian sắp tới. Mong quý vị hãy dành cho chúng tôi ít phút thực hiện bản khảo sát trong phần mô tả dưới video. Những đóng góp của quý vị luôn là động lực giúp chúng tôi hoàn thiện mình mỗi ngày. Chân thành cảm ơn. Chuỗi cà phê Starbucks tấn công mạnh sang Web3. Thương hiệu cà phê toàn cầu Starbucks đang có kế hoạch phát hành các bộ sưu tập kỹ thuật số nhắm đến nhiều đối tượng khách hàng đam mê lĩnh vực này. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Howard Schultz, CEO của Starbucks cho biết, công ty của ông đang làm việc trên một sáng kiến kỹ thuật số mới được xây dựng trên nền tảng hàng đầu theo những cách thức đầy sáng tạo và tất cả đều tập trung vào cà phê. Đồng thời cho biết, Web3 sẽ góp mặt trong chương trình phần thưởng phổ biến của Starbucks trong tương lai. Theo Schultz, công ty sẽ công bố sáng kiến kỹ thuật số mới vào ngày 13 tháng 9 trong sự kiện ngày đầu tư hàng năm ở Seattle. Cụ thể, sáng kiến này cho phép Starbucks xây dựng dựa trên mô hình tương tác phần thưởng hiện tại, đồng thời giới thiệu các phương pháp thu hút khách hàng mới, mở rộng phương pháp tiếp cận cộng đồng kỹ thuật số và cung cấp nhiều phần thưởng hơn. Stun cho biết thêm rằng, những phần thưởng này sẽ bao gồm những trải nghiệm độc nhất vô nhị. Ngoài mang lại giá trị phần thưởng, các bộ sưu tập kỹ thuật số mang lại thương hiệu Starbucks cũng là yếu tố xây dựng cộng đồng. Khan hiếm năng lượng ở Texas, Riot Blockchain ghi nhận năng suất giảm. Trong một thông báo hôm thứ Tư, Riot Blockchain đã thông báo rằng họ đã sản xuất 318 BTC vào tháng 7 năm 2022. Con số này ít hơn 28% so với 443 BTC mà họ đã tạo ra vào tháng 7 năm 2021, sau khi thu hẹp hoạt động tại cơ sở ở Texas. Theo Jason List, CEO của Riot, công ty đã tự nguyện cắt giảm hoạt động 11.717 MWh trong tháng 7 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên lưới điện của Texas. Nhiều khu vực của Lone Star State đã trải qua nhiều ngày với nhiệt độ lên trên 100 độ F, đòi hỏi nguồn điện cung cấp cho các máy điều hòa không khí tại khu vực này. Mặc dù Riot đã sản xuất ít hơn 125 BTC, tương đương khoảng 2,8 triệu đô la vào thời điểm báo chí so với tháng 7 năm 2021, song việc cắt giảm hoạt động đã mang đến cho Riot thêm 9,5 triệu đô la tín dụng và các khoản lợi ích khác. Công ty cũng thông báo rằng họ đã bán tổng cộng 275 BTC vào tháng 7, thu về khoảng 5,6 triệu đô la tính đến Chủ nhật. Riot hiện đang nắm giữ 6.696 BTC tự khai thác. JB.com vấp phải tin đồn bị hack 4,8 triệu đô la. Theo dữ liệu được cung cấp bởi Pixel, khoảng 4,8 triệu đô la tiền điện tử đã bị rút khỏi JB.com trong bối cảnh sàn giao dịch này đã thông báo tạm ngừng rút tiền. Trong một tweet vào hôm thứ Tư, Pixel suy đoán rằng hacker có thể đã đánh cắp 21 mã thông báo khỏi sàn giao dịch JB.com bắt đầu từ thứ Hai, bao gồm USDT, SHIB và TSR, tổng số tiền thiệt hại lên tới 4,8 triệu đô la. Vụ tấn công bị nghi ngờ xảy ra sau khi JB.com thông báo tạm ngừng gửi và rút tiền vào thứ Ba. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch đã cảnh báo người dùng không nên gửi bất kỳ loại tiền điện tử nào trước khi hệ thống được khôi phục. Thành lập vào năm 2013,
JB.com được mệnh danh là sàn giao dịch kỹ thuật số an toàn nhất thế giới, vẫn chưa rõ sự tình bên trong thế nào vì phía JB.com hiện chưa có bất kỳ thông báo phản hồi nào về các tin đồn xung quanh. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Đâu là những nhân tố sẽ đóng vai trò ảnh hưởng tới giá Bitcoin, cung và cầu của thị trường? Một sự kiện được gọi là Bitcoin Halving, nguồn cung BTC giảm đi sẽ tác động đến giá Bitcoin. Hơn nữa, Bitcoin có cung giới hạn là 21 triệu BTC, một đặc điểm nổi bật tác động tới giá Bitcoin. Cạnh tranh và tin tức, sự cạnh tranh từ các altcoin khác như Ethereum, ETH, các sự nâng cấp của các loại tiền điện tử hiện có thể khiến giá BTC giảm xuống vì nhà đầu tư muốn đa dạng danh mục đầu tư của họ. Tin tức từ người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên thị trường, phân tích của phương tiện truyền thông đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định mua hoặc bán Bitcoin. Chi phí khai thác Bitcoin bao gồm chi phí cơ sở hạ tầng, chi phí điện để khai thác và mức độ khó của thuật toán toán học. Tốc độ sản xuất BTC sẽ tác động đến nguồn cung của Bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến giá của nó. Cuối cùng là các quy định liên tục thay đổi, từ cấm đến lưu hành Bitcoin như tiền tệ. Giá của Bitcoin có thể giảm nếu có lo ngại về quyết định của chính phủ cụ thể đối với tiền điện tử. Ngoài ra, sự không chắc chắn về quy định sẽ tạo ra nỗi sợ hãi giữa các nhà đầu tư, làm giảm giá trị của Bitcoin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeaks.vn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLeaks.vn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.